Bên mình bản data phải không anh ơi? Bên mình đầy đủ hết bạn ạ. Từ bảo hiểm này, rồi, rồi bắt đầu sản ngân hàng, nói chung là cái gì cái gì cũng có hết á. Từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Việc mua bán dữ liệu cá nhân đã được giao bán công khai trên gần chục group như thế này. Với sự tham gia của khoảng 50.000 người. Đối tượng này cho biết để tạo niềm tin, thu hút người mua, việc giao bán thường là đưa ra giá trị thấp, đồng thời sẽ tặng những gói dữ liệu khác đi kèm. Em uh, kết nối với họ qua Zalo và uh, những khách hàng mà có nhu cầu uh, mua những data này thì uh, em uh, cung cấp uh, những cái data này cho khách hàng thì uh, mục đích là để thu lợi cho cá nhân. ạ. Với các sai phạm này, Đình và đồng phạm đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông trong khoảng một năm trở lại đây cơ quan công an đã ghi nhận hàng trăm vụ việc liên quan đến mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng theo các chuyên gia tình trạng lộ lọt hoạt động đánh cắp mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng trong thời gian qua là do ý thức bảo vệ dữ liệu thông tin của người dân chưa cao việc sử dụng sim giác còn nhiều bộ hành lang pháp lý chưa phù hợp với thực tiễn dữ liệu cá nhân vẫn chưa được xem là tài sản chế tài xử lý chưa đủ sức gian đe bây giờ phải hoàn thiện pháp luật, phải phát hiện, phải xử lý, phải nghiêm minh và đặc biệt là phải xây dựng các án lệ có liên quan đến trường hợp này. Trước đó, Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân với 4 chương, 44 điều đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đây được cho là bước tiến lớn đầu tiên trong nỗ lực xây dựng hành lang pháp lý nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.